Đi đâu rồi, nãy giờ mình chưa có cá sủ, biết đâu cổ Út lại dính cá sủ 10kg ở đây rồi sao? Cá này ở nạc bè hả? Biết đâu nhiều khi nó vô đây nó chứa cái tiền thức ăn của Út. Không. Có lẩu có miếng lưới nào chứ. Vậy đó là dính cá 10kg. Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh 66 TV. Nước giờ này nhả xuống rồi cả nhà, nhả nhẹ xuống là mình em mình lên đường nuôi đó. Trưa nay anh em mình đi cũng lưới neo cả nhà ơi. Hello anh Liêm, bữa nay có tài công đi xuồng rồi cả nhà ơi. Nay có anh tài công đi lái cho mình nè. Nắng quá trời ha. Rồi quên nữa, không có nón lá không đội lên. Hàng kia thấy nắng quá. Trời ơi, lái nguyên chiếc đò chiếc phà còn được mà. Rồi mời cả nhà đi bắt cá nha. Ăn cho hết cái bánh tiêu đi. Ghé vô ăn có sức nữa, rửa cá nè. Chị Hai nắng quá, có bánh tiêu ăn hết nữa. Vô miếng nước đi, lấy sức đi. Ừ, gì đây? Đây gì vậy? Bí đao hay trà chanh? Trà chanh đây cả nhà ơi. Rồi chị Hai uống đi. Uống đi. Mời cả nhà nha. Đưa em lại quất nửa ca đó. Uống chứ, nắng quá cả nhà, quá trời nắng. Mời cả nhà cha đá chanh nha. Quá thấy anh chị Hai có thêm tay lưới nữa đỡ rồi. Mời bắt đầu mình chiến đấu hai tay lưới luôn. Khởi rồi nha. Tay lưới này còn mới nè, chưa thả còn đánh tươi. Mày thả con tay. Bắt đầu lên lưới mọi người ơi. Cục đá neo quyền thoại. Bữa nay đi đúng ngọ luôn nè. Ngay giờ trưa luôn. Nắng quá nắng. Mấy bữa trước vô đợt bão thì thôi, bữa nào cũng mưa thì. Này hết mưa hết bão rồi động nắng dữ dằn. Thầy Trương cái nhà ơi. Có cá rồi nha Liêm. Đi lên cá thôi, không hay luôn. Được con cá sấu vàng. Còn sống á. Có đục. Có đục. Bơi con, bơi con. Nước này hay có cá lắm á. Chúng bà xà mấy con nước trời đại này. Đó, cá hú nè. Đó, cá hú lên. Được không mày mũi cho? Mũi đâu? Rồi, nay có anh tài công rồi, để anh ủi cả nhà ơi.
chưa. Cái bên có cái ghe của ông bác ông làm nghề chạy ghê nè, đang kéo lưới lên. Thổi đi em ơi, thổi cái đó đi em ơi. Anh em mình cũng đang ủi thôi nha. Bên mình thường là anh này cũ cũng ủi. Khu vực này dưới gốc gọi dữ lắm cả nhà ơi. Ba dính con ba sao bự bự nè. Trong đó cái lỗ tới thế nào cũng có sao bự. Kỳ vậy ta. Kỳ vậy ta. Ủi cái lên Lê ơi. Trời ơi, nãy giờ anh trồng dữ lắm nè. Còn con bự nữa em ơi, bữa nay lên tính là dính con phải từ 5kg lên. Nay trừ bớt rồi, còn có 1kg rưỡi rồi. Cho bọn học tốn cộng, 1 tốn trừ chứ 2. Tốn trừ. Dính được con massage cả nhà ơi, nãy giờ ủi hết 2 lít dầu rồi đó. Dính được con 1kg à, kilo. Vô đục là nó quậy vậy đó. Bữa nay nắng quá nó. Gì vậy? Người ta lưới có 2 con cá trời. Đó. Đâu anh nói cá nằm đâu? Cá nằm đó đúng không? Giúp tới đó là có cá đây cả nhà. Mọi người đừng rời khỏi màn hình nha. Chỗ này đúng ra có cá nè. Cái ông bác chạy ghê, ông mới thổi mấy ông bóng đúng ra nó tán lại, nó chạy lưỡi vô đúng nè. Hư luôn lon cà phê rồi. Đổ đi, cởi đi. Đúng rồi đó. Xuồng mình ủi miết rồi cả nhà ơi. Đánh
hết mắt cậu ơi. Trời đất, kia gì nào em mất nấu nữa chứ. Ô ô ô ô. Ô cá cày. Tưởng được con cá cóc chứ. Ủa sao mày bắt được con chó? Không, vô tới cái địa bàn của cá cày rồi anh ơi. Mấy con nữa đó, rồi nó nhảy kìa. Nhảy kìa hả? Đâu có. Nhảy, thảy vô đục chứ. Hay dạ, thảy siêu ha. Siêu hả? Siêu. Anh Tèo hai siêu quá. Tèo mày á. Quá siêu. Giờ chị kêu anh Tèo cái nào dính con cá sủ 5kg nè. Mày kêu đi. Chị kêu đi, chị kêu mới dính. Tèo dính cá sủ 5kg mà cầm mà đòi ông Phở tao cầm mua. Ủa vậy chứ tao Phở có nhiều đâu mà dính cá sủ 5kg không chịu. Bà cầm được mua không chịu. Rồi tới anh ơi. Tới anh Liêm ơi. Tới rồi mà được tới cái mỏ. Đã lưới rách rồi, ụt vô mỏ rồi. Tới cá rồi, tới cá. Không đánh vòng lên, mỏ không đánh vòng, chứ vòng lên đó đó. Thế hả? Tại vì nãy chém. Trời ơi, nãy giờ có cá mà mới có mà anh em mình mới có nở được nụ cười cả nhà ơi. Chứ nãy giờ vừa kéo mệt rồi không có cá, căng thẳng quá. Vừa tốn dầu nữa, căng thẳng thì tốn trà gì, trà chanh nữa. Chanh nữa. Trời ơi. Anh Liêm kêu mốt quậy trà chanh nữa nha. Chị chanh có cá không? Ừ. Đó, 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 đó. Đó, đó. Mỗi lần nó vô là kìa. Mà xa mà, quậy dữ lắm. Chưa hết đâu. Đó, mà xa, mà xa. Ừ, bự, bự. Càng ngày càng bự anh Liêm ơi. Đỡ rồi. Đỡ rồi. Ê. Con nó sao thấy hay là cầm? Thấy gì? Vậy? Thấy ướt đồ em luôn. Ủa cái bụng đó thì ai? Ủi ha. Ủi anh ơi. Trời ơi. Cái bánh sao cái bụng nó vậy đó. Xong xin cái sổ luôn. Sổ không có vô đây. Đây. Đây cái cày là chắc cú rồi đó không? Xin cái cày là tỷ lệ cao hơn. Xin con nhiều thêm, phải cho xin con nữa. Đó, bà xã kìa. Đó. Cái này anh Liêm ủi cái con ta. Em phát con, phát con hả? Ừ, cũng được. Ủi giờ cứ ủi 2.000 dầu bắt được con cá 10.000. Tính tới nha. Cũng tính ra cũng còn ba lợi. Vô. Đó, ê, đây, đây, đây. Trời ơi, lục lượt hai con.
hai con. Anh hai lên con ba sa, chị hai lên con cá chạy bự. Tao thấy mày tao mệt muốn chết rồi mày mới lên. Con này bự đấy nè. Liên tục rồi cả nhà ơi. Bởi vì hấp dẫn phút cuối nha anh Liêm. Anh hai anh kiếm nè. Thôi coi cá đi. Hết lứ rồi. Thôi rồi nó quay lại. Tưởng đâu rớt xuống rồi chứ. Dài nó. Cũng đỡ đỡ nha cả nhà. Thấy lúc đầu thấy vắng quá đi. Lúc sau này cá có cá cày, cá ba sa. Còn lưới là còn hy vọng anh ơi. Trời ơi cả nhà coi nhớt nè. Út với em Đạt cũng vừa cuốn lưới xong rồi nha. Sao rồi Cốt? Sao Cốt? Trời ơi. Nó không cho lại mà hỏi sao. Ê, nó hỏi không cho lại kêu nói. Chú Hiền cũng mới cuốn lưới xong rồi. Chú Hiền về rồi nha. Bán về luôn rồi. Đường này về được. Không có một con. Kỳ á. Qua tao bắt hết rồi. Tao bắt cá ba sa nhóc hết trơn à. Tao bắt cá hú. Bữa nay không có cá hú nào trơn á. Qua tao lấy bắt được 6 cá hú. Ồ, vậy là tính ra cái tay lưới cá tao lưới tất càng ngày càng tiến triển hả cậu? 6 con 9 kg, 6 con 4 kg. Dữ vậy hả? Wow. Vậy hết khóc rồi phải không? Hôm qua cũng bắt hết trơn rồi, bữa nay mình hàng chi không có cá mươi con cá hú nữa, có ba sa không à. Tao nói hai. Có nhiều cá hú không bắt hết trơn rồi. Ê, nước to này ha. Biết đâu hồi nãy giờ mình chưa có cá sủ, biết đâu Út lại dính cá sủ 10 kg ở đây rồi sao? Cá này ở sập bè hả? Biết đâu nhiều khi nó vô đây nó chứa cái tiền thức ăn của. Không. Có lẩu có miếng lưới nào chứ. Vậy đó là dính cá 10 kg. Ờ vậy thôi đi. Giờ sao dính anh? Giờ sao dính được? Ai tụi bà khó quá bỏ qua rồi. Hãy lưới có thịt đồ này kia mới dính. Có chày không mà đòi dính cá 10 kg ghê. Mày nó dính cục đá hả? Mày nguyên cục nó rộng nguyên lớp luôn nè. Này gói cái đầu hổm này kêu không gỡ nè. Chéo à. Chéo từ bữa đó tới đây đó. Chéo vậy đây chứ cá nó không thấy được không thấy được. Đó. Bữa nay anh đụng dính cá sủ nha. Trời ơi, cá sủ siêu to khổng lồ nè con. Con cá sủ này mở hàng. Cá sủ này mở hàng nè, chết rồi. Nãy còn bơi bơi giờ cứng đơ luôn rồi. Nhiều cá đó cũng vậy mà. Dạ, nhờ lúc sau con ơi. Không có rồi là không ai có. Chứ lúc trước luôn chứ đâu. Được mấy ba sa cái này. Không còn cá hú nữa hết trơn. Rồi. Tới dây đầu phao cả nhà ơi. Tắt lưới. Sẵn đó gỡ ra luôn đây. Đó. Một cục đó. Trời ơi, anh nữa anh hay nó cục đó. Trời giúp, trời giúp Đạt ơi. Trời giúp những người đang đuối. Trời giúp những người đang đuối đi. Giờ đuối quá đuối rồi. Kéo hôm nay kêu gỡ không gỡ bỏ hoài đó. Cái nước giờ tao dễ xé mà. Tao lưới thầy vậy này không còn gì hết Đạt.
hai tay luôn con. Rồi đó, gà đó. Trời ơi, dính dẹm luôn. Luộc luôn hả? Để mình luộc chấm muối tiêu ăn cơm. Ê, bữa nay đứa nào ở không là có tổ chức gì không? Ủa, là cậu ở tới chiều hả? Ở tới đâu vậy? Ở luôn đâu vậy? Vậy ở đây nấu cháo ăn. Nấu cháo ca chó ở đây. Thôi bác hát nấu cháo đi, cậu làm gì nhỏ nấu con mà nào bự để làm bác. Nấu cháo ba xa nè cậu ơi. Rồi, bây giờ xong tay lưới anh em mình đi vô bờ cả nhà ơi. Gì không vô cá gì mà còn không vô gì, bữa nay tao tưởng đâu là thất thu trầm trọng rồi đó mà cá vậy rồi không vô là sao được. Rồi rồi nước nước đi điều điều hết hồn à. Còn đó anh độ mấy ký? 3 kg rồi. 3 kg không phải? Chứ không tới rồi. 2 kg mấy à? Em độ khoảng 2 kg mấy. 2 kg 2, 2 kg 3 ha ha. Cho 2 kg 3 không được hay dữ nè. Con này tạo ta. Con này hả? Được. Con này nó ớn. Nó bự nhưng mà nó không có bẹ. Nó mới bụng. Kêu à? Không phải kêu. Chó này kêu nó sủa chứ không phải kêu anh. Không sủa. Cái cày. Cái cày là cá chó, cái chó là cá cày. Ai cũng được 3 con cày không? 3 con cày. Trời ơi, nhờ gấp sao vớt vét lại á. Chứ thấy lúc đầu nó hiu quá. Hơn nửa tay lưới luôn mà có 2 con cá. Rồi rồi. Đố anh nó kêu bằng cái mỏ hay cái gì? Kêu bằng cái men phải không? Lúc đầu nó kêu bằng cái chì hai bên mà mấy ổng không chịu. Cái này nè. Ơi, vậy mà ổng nó kêu bằng cái mỏ không? À, cãi em. Cái này nó hớp nó mới kêu. Ủa? Không ạ. Quay còn. Năm con. Năm con. Ba xa hả? À. Không có đếm nữa. Năm con với hàng chó hả? Ba hàng chó. Ba. Con cá sủ nhỏ. Nay không có tôm ta. Ta lưới ngoài hỏng mẹ nó tên gì. Nó hỏng rồi, nó lại lưới ngoài. Má hỏng rồi, ngon rồi. Kiếm cái sủ. Ủa, sao hỏng? Vậy đó. À hả? Đi sao? Rồi mình bắt cá mọi người ơi. Ừ. Một con ba sa. Chó. Hai ba sa. Ba ba sa sa. Không rồi xa. Để cầm cho Liêm cầm chụp cho hình ra. 2, 3, ok. Oh. Con này ư. Con này chắc chết. Ư quá. Còn đây rồi hết anh. Với lại con cá sủ nữa, cá sủ sắp lên. Cá sủ đem lên muối chiên. Mấy bà xà đó làm đổ móng ăn hay là ngon hay Liêm ha. Móng được rồi. Rồi, giờ đã xong buổi thăm lưới của anh em mình rồi cả nhà ơi. Giờ Tùng xin kết thúc video này. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video hôm nay nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai. Bye bye, bye bye. Tạm biệt mọi người. Bye.